Mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị em đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ trên kênh BTV Epoch Times. Trước khi bắt đầu chương trình, đội ngũ ban biên tập xin gửi lời chúc tới quý khán thính giả thân thương, ngày mới tràn đầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin quý vị hãy bấm subscribe channel, đồng thời like và share video này để giúp kênh được tiếp cận với nhiều khán giả hơn nữa. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chính quyền đảng Dân Chủ bí mật đe dọa xóa sổ Wall Street Journal vì báo này đưa tin về khả năng trí tuệ của Tổng thống. Fanny Willis nhận quả báo nhãn tiền đối mặt với án tù chung thân sau khi truy tố Tổng thống Trump thất bại. Biden lại khiến cả thế giới té ngửa khi nói Tôi đã quen Putin từ 40 năm trước. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa cáo buộc Biden thực hiện ân xá hàng loạt cho người nhập cư bất hợp pháp bằng cách khép lại các vụ trục xuất. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trong một báo cáo có tiêu đề Đằng sau cánh cửa đóng kín, Biden có dấu hiệu trực dốc. Tờ Wall Street Journal đã tiết lộ một số trường hợp, trong đó vị tổng thống 81 tuổi tỏ ra hớ hên và tỏ ra thiếu năng lượng trong nhiều cuộc họp với các nhà lập pháp và quan chức. Trích dẫn hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà lập pháp và quan chức Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã tham gia các cuộc họp với Biden hoặc đã được thông báo tóm tắt về chúng vào thời điểm đó. Tạp chí viết rằng, tòa Bạch Ốc theo dõi chặt chẽ một số cuộc phỏng vấn của Wall Street Journal với các nhà lập pháp Đảng Dân chủ. Sau khi văn phòng của một số đảng viên Đảng Dân chủ chia sẻ với tòa Bạch Ốc các bản ghi âm cuộc phỏng vấn hoặc thông tin chi tiết về những gì được hỏi, một số nhà lập pháp đó đã nói chuyện với tạp chí lần thứ hai và một lần nữa nhấn mạnh điểm mạnh của Biden một đảng viên đảng Dân Chủ là dân biểu Gregory Mess đã tiết lộ những nỗ lực của Tòa Bạch Ốc khi họ đe dọa tạp chí này rằng trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc vào tháng 1 tập trung vào việc cung cấp tài chính cho Ukraine, nơi mà màn trình diễn của Biden làm dấy lên lo ngại. Khi ông về tòa soạn, phóng viên của tờ báo này đã đưa tin, Tổng thống di chuyển quá chậm quanh phòng nội các để chào đón gần 20 lãnh đạo quốc hội, đến nỗi phải mất khoảng 10 phút cuộc họp mới bắt đầu biden chủ yếu dựa vào các ghi chú được viết sẵn khi ông phát biểu và đưa ra quan điểm rộng rãi về tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ cho ukraine mặc dù có những ghi chú đó nhưng biden thường xuyên trì hoãn các nhà lập pháp khác đến nỗi phần lớn cuộc trò chuyện không có sự tham gia của ông ấy khi có câu hỏi trực tiếp đến ông ấy điều phối viên sẽ chuyển sang cho các trợ lý của biden trả lời khiến họ phát bật sau đó không lâu thì ban lãnh đạo của tờ wall street journal đã nhận được một bức thư từ tòa Bạch ốc và các lãnh đạo Đảng dân chủ. Họ đe dọa sẽ xóa sổ hãng truyền thông này nếu không hành động thực hiện các cuộc phỏng vấn khác để đưa hình tượng Biden lên một tầm cao khác. Người phát ngôn tòa Bạch ốc là Andrew Pace nói với tạp chí: "Chúng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tất cả các quan điểm đều được đưa ra để đẩy lùi những gì ông cáo buộc là những tuyên bố sai trái và có động cơ chính trị." Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện, Hakim Jeffries đã đe dọa tờ báo này phải kể về Biden là một người cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ và quyết đoán. Cựu chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy sau đó đã lên tiếng đáp trả. Thực tế cho thấy Biden không còn là người như khi ông còn là phó tổng thống và tất cả đều đã chứng kiến những khoảnh khắc tệ hại và những điều tồi tệ do Biden thể hiện trong suốt cuộc họp báo. Hãy ngừng đe dọa, thay vào đó là hãy thể hiện bản chất lãnh đạo của các người. Fannie Willis nhận qua báo nhãn tiền đối mặt với án tù chung thân sau khi truy tố Tổng thống Trump thất bại. Quý khán thính giả thân mến, cho đến nay, hầu hết những thẩm phán, biện lý và các thống đốc tiểu bang đảng Dân Chủ được Soros hậu thuẫn đang gặp phải những trở ngại to lớn. Hơn 91 vụ án chống lại Donald Trump đang dần dần bị phanh vui ra. Hầu hết là vu khống, hòng đạt được mục đích triệt hạ đối thủ chính trị, giúp Biden dễ thở trong cuộc tái đấu 2024 bây giờ đến lượt mụ fanny willis trước đây bà ta ra ứng cử vào chức vụ công tố viên với một mục đích duy nhất là tiêu diệt tổng thống trump theo lệnh của george soros thế nhưng bà ta không dừng lại ở đó mà các nhà điều tra đã phát hiện ra rằng bà này có tố chất tham nhũng công quỹ của nhà nước lợi dụng chức quyền tạo ra các vụ điều tra hòng hưởng lợi từ chi phí pháp lý các thẩm phán sẽ thụ lý đơn kháng cáo của donald trump nhằm khởi kiện các vụ án tham nhũng này sau khi tòa đã tạm dừng vô thời hạn phiên tòa truy tố Tổng thống Trump. Một nhân chứng vừa được đề xuất trong đơn khởi kiện ngược của Tổng thống Trump sẽ làm chứng về mối tình bất chính của Fannie Willis với Nathan Wade, công tố viên hàng đầu mà cô thuê để truy lùng Tổng thống Trump, có liên quan đến các chi phí mà họ dùng cho cuộc truy tố Tổng thống Trump và các đồng sự. Cựu chủ tịch GOP quận Coffey, Lapa Coffee Latham cho biết, bà sẽ tuyên thệ để đưa ra lời khai của luật sư Manny Arora, cựu giáo sư phụ trợ tại trường luật bang Georgia và hội đồng được chứng nhận về luật hình sự. Theo hồ sơ tòa án mới, từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023, ông Arora đã có một số cuộc trò chuyện với luật sư Terrence Bradley về mối quan hệ giữa biện lý quận Willis và Nathan Way. Trong quá trình thảo luận của ông Bradley và ông Arora, ông Bradley đã nói với Arora như sau. Thứ nhất, ông Way chắc chắn đã bắt đầu mối quan hệ tình nhân với cô Willis trong thời gian cô Willis tranh cử chức biện lý quận từ năm 2019 đến năm 2020. Nhân chứng mới cũng sẽ làm chứng rằng luật sư ly hôn của Nathan Way là Terrence Bradley đã biết rõ ràng về thời điểm mối quan hệ của Fanny Willis với Way bắt đầu, bao gồm cả các chi tiết liên quan đến việc sử dụng căn hộ của bà Rowan Yatire. Trước đây, Fanny Willis đã dùng tiền để thỏa thuận với luật sư Terrence Bradley im lặng về chuyện ngoại tình của cô ấy trong khoảng tháng 8 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Bà Yeager đã có nhiều cuộc trò chuyện trực tiếp và các cuộc trò chuyện khác với luật sư Terrence Bradley. Trong đó, thông tin liên quan đến biện lý quận Willis và ông Wade đã được thảo luận. Lời khai của Yeager và Aurora phù hợp với lời khai của nhân chứng Robin Yatire, cáo buộc mối quan hệ lãng mạn của Fanny Willis với Wade bắt đầu trước năm 2021 tất cả đã cho thấy lời khai dối trá của cặp đôi này khi Fanny Willis và Nathan Way đều nói rằng mối quan hệ lãng mạn của họ bắt đầu vào năm 2022. Sau khi Willis thuê Way vào tháng 11 năm 2021, cả hai đều đã nói dối trước tòa. Biden lại khiến cả thế giới té ngửa khi nói Tôi đã quen Putin từ 40 năm trước. Quý khán tính giả thân mến, Tổng thống Mỹ Joe Biden bị nghi ngờ phóng đại tuyên bố đã biết nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hơn 40 năm trước. Tôi đã biết ông Putin từ những năm 1980. Ông ta đã làm cho tôi lo ngại suốt hơn 40 năm qua, Tổng thống Biden nói với ABC News tại Normandy, Pháp hôm ngày 6 tháng 6. Tuyên bố trên của Tổng thống Biden đang gây xôn xao cả trên chính trường lẫn trên mạng xã hội, hoặc ông Biden đang nói dối, hoặc ông thừa nhận mình đã liên lạc với đặc vụ của Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô. Từ năm 1984, hoặc ông không biết mình thực sự đang nói về cái gì. Thực tế, ông Putin là điệp viên ngầm của KGB tại Leningrad vào đầu những năm 1980. Khi 30 tuổi vào năm 1982, ông Putin làm việc ở Đông Đức. Tên tuổi của ông Putin chỉ được cộng đồng quốc tế biết đến kể từ năm 1999, sau khi bất ngờ được tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin bổ nhiệm làm quyền thủ tướng Nga. Ông Biden, 81 tuổi, hơn ông Putin 10 tuổi, là thượng nghị sĩ Mỹ từ năm 1973 cho đến khi ông nhậm chức phó tổng thống vào năm 2009. Ông Biden được cho là lần đầu tiên gặp ông Putin là vào tháng 3 năm 2011, giai đoạn ông Putin đang là thủ tướng của Nga. Tuyên bố của tổng thống Biden được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có tín hiệu lắng dịu sau khi bùng nổ từ cuối tháng 2 năm 2022. Kev cho biết hơn 100 quốc gia đã nhận lời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 15 và ngày 16 tháng 6 sắp tới. Nga cũng không được mời tham dự trong khi Trung Quốc hôm ngày 31 tháng 5 cũng thông báo khó có thể có mặt vì hội nghị chưa đáp ứng những đề nghị của Bắc Kinh lẫn kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Việc Trung Quốc vắng mặt khiến Ukraine rất thất vọng và Mỹ đã lên tiếng khuyến khích Bắc Kinh tham gia. Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc có biện pháp với các công ty mà Washington cho rằng đang cung cấp thiết bị mang tính lưỡng dụng cho Nga. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa cáo buộc Biden thực hiện ân xá hàng loạt cho người nhập cư bất hợp pháp bằng cách khép lại các vụ trục xuất. Kính thưa quý vị, thượng nghị sĩ John Thun và J.D. Vance đang cáo buộc Joe Biden thực hiện chính sách ân xá hàng loạt trên thực tế bằng cách yêu cầu chính phủ liên bang đóng hàng trăm nghìn trường hợp trục xuất. Dữ liệu liên bang được công bố trong tuần này cho thấy một xu hướng đáng báo động, dưới sự theo dõi của Biden, nơi những người di cư đã được thả vào nội địa Hoa Kỳ đang ngày càng bị đóng các vụ trục xuất mặc dù không được tị nạn an toàn. Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa DHS Alejandro Mayorkas và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, theo đó, ông Thorn và Ven đang yêu cầu thông tin chi tiết về những người di cư có trường hợp trục xuất đang được khép lại bao gồm cả việc họ có tiền án hay không. Họ viết, khi chính quyền Biden cố gắng thuyết phục cử tri Mỹ rằng họ cuối cùng đã có biện pháp cứng rắn đối với vấn đề nhập cư bất hợp pháp, mặc dù đã gần 3 năm rưỡi không hành động và gần 10 triệu lượt vượt biên bất hợp pháp. Điều này đồng thời chuyển hướng sự chú ý khỏi các báo cáo gần đây về hơn 350.000 cá nhân đã chấm dứt các trường hợp tị nạn đang chờ xử lý mà không được chấp thuận hoặc từ chối kể từ năm 2022. Điều này cộng với số lượng chưa rõ các trường hợp đã được xếp lại một cách hiệu quả thông qua việc đóng cửa hành chính. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ dẫn đến một chính sách ân xá hàng loạt trên thực tế, không chỉ coi thường luật nhập cư liên bang mà còn có thể đóng vai trò là một yếu tố lôi kéo khác tiếp tục thúc đẩy hoạt động nhập cư bất hợp pháp qua biên giới của chúng ta và thúc đẩy cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh quốc gia đang tiếp diễn, mở ra dưới sự theo dõi của bạn. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, và Bộ trưởng Tư pháp, ông chịu trách nhiệm thực thi luật nhập cư của quốc gia và duy trì tính toàn vẹn của các con đường nhập cư hợp pháp, đồng thời đóng vai trò không thể thiếu trong việc bảo vệ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Một lần nữa, thay lời cho đội ngũ ban biên tập, xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và các anh chị em đã chọn channel YouTube BTV Epoch Time để cập nhật các bản tin hàng ngày. Đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và xin quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi xin hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận nếu quý vị có ý kiến góp ý hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung và tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho tất cả mọi người